Chào tất cả anh em nha. Bữa nay mình tiếp tục đi câu cá rô nha anh em. Nè, địa điểm mình câu bữa nay là kênh này nè anh em. Lục bình nè. Xong kênh này cũng bự lắm anh em. Mà nước nó lên hơi xa trong đây nè. Để mình móc hơi xa xa ngoài kia coi câu có cá quay cho anh em coi nha. Rồi, để mình móc lỗ câu cho anh em coi nha anh em. Bắt đầu câu nha anh em. Thả xuống ăn liền luôn nè. Trong ổ cái con dưới nè. Gã hả mày. Lên nè mày. Cái rô. Nó bày dưới nè mày. Thả xuống ăn liền luôn. Nè anh em, con đầu tiên nè anh em. Cái rô đồng này cỡ này chưa có lớn. Tiếp nha anh em. Dưới cái cây không thả được. Nữa ăn nữa nè. Một bầy với hai sáu tới, thả xuống ăn liền không. Chúng cá con nó phá nữa rồi. Rỉa hả mày? Nữa này mà dính nữa đây. Lên. Lên. Dính một đống rong luôn. Nè anh em. Dính tiếp tục cá rô nha anh em. Kệ câu cá nhỏ từ từ đi. Lát mình lôi cá lớn vô. Một bầy dưới đó. Thả xuống. Cá nha anh em. Rỉa mày. Cái rô đây mày. Cái này cũng được anh em. Anh em. Cái này cũng hai ngón, hai ngón rưỡi anh em. Giờ im im nữa, cái nhỏ thấy hết vô rồi đó. Gà hả mày? Cái rô nha nè. Nè, rô đồng nè. Hai ngón ạ. Tiếp nha nè. Cái này nè. Cái rô này nè. Rô đồng rồi nè. Rồi ngón rưỡi ạ.
xuống ăn liền nha anh em. Gì hả mày? Rô nè mày. Rô đồng nha. Cái này nè. Chạy hả mày? Rồi nè. Rô mề vậy nè. Nè, con này có 3 ngón tay, 2 ngón rưỡi 3 ngón. Rô đồng rạc luôn nè. Quá ngon em ơi. À mày. Rô nha nè. Tiếp tục lên cái rô đồng. Cái này có vòng vòng không anh em ơi, chứ không có lớn anh em ơi. Cá gồng gồng kiếm cá Hugo ơi. Sáng giờ câu cá vòng vòng không. Câu đỡ ghiền anh em ơi, chứ giờ không có đi xa. Mấy bữa nó mới đi xa được. Bây giờ câu vòng vòng nhà không. Cá nha anh em. Cá gì đây? Gì quá trời trời, sao lên lên lên, cá lớn nha anh em. Được cái rô bự anh em ơi. Lâu lâu cũng được con cũng đỡ anh em. Nè anh em, con này lớn lắm anh em. Con này mập. U đu. Chắc cỡ 3 ngón ạ. Con này bự hơn con nãy 3 ngón ạ. Quá khuya anh em ơi. Rắn gồng gồng anh em ơi, thấy cũng có cá lớn đó. Thấy cá nhỏ, cá nhỏ dưới nhiều quá chứ thấy nãy giờ dính được mấy con bự. Gì hả mày? Lên em ơi. Cá bự anh em ơi. Rùa biển anh em ơi. Trời ở đây có rùa biển luôn. Cá anh em. Cái này rùa biển nha anh em, chứ phải rùa đồng nha. Dạ, chết tôi. Chết luôn à. Anh em. Cô biển bằng bàn tay ạ. Lâu lắm rồi mới câu dính được cái này nha nè. Cá này dạng hiếm lắm. Ít khi nào câu được lắm. Mắt bự sẽ lét không. Rồi gỡ anh em ơi, quá đã. Tiếp nha anh em. Cái rùa biển ăn giống như cái rùa con vậy nè, nó rỉa 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 cái đi nó có lúc không tưởng là cá con vậy. Mình ăn cái rùa biển cũng bự nè, đưa đưa phao nè, cái này cũng cũng ngon lắm nha, ngon lắm nha anh em. Kéo con, kéo miếng nữa, miếng nữa, miếng nữa, miếng nữa, rồi lên anh em ơi, ngon lắm anh em ơi. Cái gì đây? Bự ạ. À. Ôi rồng. Tới giờ anh em ơi, tới giờ cá vô rồi. Đây nè, cái rồng ba ngón tay nữa anh em.
tàu qua ồn quá nè, quá trời có rồng vàng vàng khe luôn nè, 2,5 ngón 3 ngón á, tới giờ có lớn ăn rồi. Tiếp anh em, ăn luôn nè. Kinh này mà cá nhỏ nhiều quá chứ không có cá nhỏ câu ngon lắm. Cá bự cũng nhiều lắm, thấy ăn móng quá trời nè. Thả xuống cái cá nhỏ ăn liền không. À, mày lên anh em ơi, rô nè, giờ cá rô được được không à? Con này cũng được nha anh em, lên nè, con này cũng 2,5 ngón anh em, cá đẹp ghê không, giờ cá lớn vô rồi anh em ơi, anh em. Ăn nữa nha anh em. Lúc nữa anh em ơi, ngon quá rồi. Rô mề mề không à. Đây nè, rô này nè. Vô ổ rồi. Ừ, cũng 2,5 ngón nữa anh em. Giờ một cỡ luôn rồi, cái nó nhỏ như mất tiêu hết rồi. Tranh thủ chiến anh em ơi. Chạy hả mày, lên anh em ơi, cổ động nha, cá bự nha anh em, 3 ngón, hai ngón mấy, 3 ngón anh em, cá quá đẹp, mập ú anh em ơi, này trúng kinh này, cá rô mề không à. Cá anh em, cái nó con rút, cái nó khơi rút con ngã vào rồi, cái nhỏ rồi, ngã hả mày, lên lên cũng được anh em ơi, chứ không nhỏ mấy. Đây nè, con này cũng 2 ngón á. Về nha anh em, nước giờ nó rồng mạnh quá anh em ơi, cá cũng ngưng ăn này, nước giờ nó chảy xiết quá, câu nãy giờ cá không ăn uống hết rồi. Về để mai cái gì vô câu tiếp cho anh em coi nha, để em quay cá sáng giờ câu cho anh em coi nha. Đây nè, được mới cái rô mề bự bự luôn anh em,
cá cũng cộng cộng ha, hai ba ngón đâu chứ không nhỏ nha. Từ con cá rô biển bằng bàn tay nè. Để mai rảnh mình vô đây chắc vô đây câu nữa anh em. Thấy cái bãi này đẹp quá, cá nhiều lắm, tại có cá con anh em. Để mai rảnh mình vô đây mình câu quay tiếp cho anh em coi nha. Rồi chào tạm biệt anh em.